Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Lâm Động tìm thấy rất nhiều lôi đình tâm trong một hồ lôi tương khổng lồ. Sau một hồi cướp đoạt với Liễu Huyên Hương, Lâm Động đã giành được chúng. Tuy nhiên, động tĩnh này cũng khiến các thế lực khác chú ý và bắt đầu tìm đến. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Lâm Động liếc nhìn phía sau một cái, động tĩnh này khiến hắn chau mày, sau đó lắc đầu bất lực, nếu đã không tránh được tình huống này thì phải. Xem bản lĩnh mỗi người vậy, thu lại ánh mắt, Lâm Động nhìn xuống bên dưới hồ. Khi dần vào sâu hơn, hắn mới cảm nhận được sự mênh mông của lòng hồ. Địa hình dưới đáy hồ rất kỳ lạ, khắp nơi là những cột nham thạch khổng lồ hình thành một bãi đá vô tận. Lâm Động quét mắt nhìn xung quanh, một lúc sau hắn bỗng nhìn xuống phía dưới, ở đó xuất hiện một làn sóng năng lượng mạnh mẽ, bên dưới lại hình thành một vòng xoáy bạc, tận cùng vòng xoáy là một quầng sáng lôi điện, màu bạc từ từ bay lên, bên trong quầng sáng chính là lôi đình tâm. Xoẹt, Lâm Động thấy vậy lập tức lao tới nhưng rồi đột nhiên dừng lại, sắc mặt có phần kinh ngạc nhìn xuống dưới. Dưới đó là một thung lũng lờ nham khổng lồ, thung lũng sâu không thấy đáy. Hai bên vách là vô số thạch động, nhờ ánh sáng phản chiếu từ hồ nước, Lâm Động thấp thoáng nhìn thấy bên trong thạch động có một vài thân ảnh đang ngồi, chỉ là những thân ảnh này không hề có chút sức sống nào. Lâm Động nhìn thung lũng không đáy đầy kinh ngạc, xem ra đây chính là nơi bắt nguồn của lôi đình tâm. Lâm Động từ từ tiếp cận thung lũng lờ nham, sau đó lơ lửng phía trên một vùng thạch động. Ở khoảng cách này hắn có thể nhìn rõ bên trong thạch động có nhiều nhân ảnh khô quắt, thân thể bọn họ bao quanh bởi lôi điện. Lâm Động có thể cảm nhận được sức mạnh lôi đình bị ép đến cực hạn bên trong những cơ thể ấy. Rõ ràng, trong bao năm qua, mọi chỗ trên những thi thể này đều bị năng lượng lôi đình thẩm thấu, cộng với áp lực nước lớn, những thi thể này gần như biến thành những cỗ xác úp ngưng tụ từ năng lượng lôi đình. Lâm Động nhìn những cái xác ấy một lúc rồi bỗng nhìn xuống bụng, ở đó dường như có hắc khí tà ác lan tỏa, nhưng dường như thứ hắc khí này bị năng lượng lôi đình thuần túy phong tỏa trấn áp hoàn toàn. Điều này cũng khiến hắc khí không thể khống chế được thi thể và hình thành nên những cái xác khô chỉ biết giết bừa mà Lâm Động gặp trước đó. Những người này cố ý chọn cách ngồi dưới đáy hồ để dựa vào năng lượng lôi đình trấn áp dị ma khí xâm nhập cơ thể, để ngăn chặn việc sau khi chết sẽ thành những cái xác chỉ biết tàn sát. Rất nhanh Lâm Động đã đoán được đầu mối gì đó, ánh mắt hắn có phần phức tạp, những cường giả này thật đáng khâm phục. Để mình không trở thành quái vật bị dị ma khí xâm thực, bọn họ đã ngâm mình dưới đáy hồ cho bản thân biến thành lôi đình. Đùng, một tiếng sét trầm thấp bỗng vọng ra từ một cái thạch động, Lâm Động nhìn thấy thi thể màu bạc bên trong nó bỗng bùng phát lôi quang, nhìn từ xa giống như một vầng mặt trời nhỏ vậy. Bùm, khi lôi quang càng ngày càng mãnh liệt, đột nhiên thi thể đó nổ tung, khi ấy một quầng sáng bạc bay lên, bên trong là một trái tim màu bạc đang đập, đó là lôi đình tâm. Lâm Động thở hắt ra một hơi, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao giữa hồ lại liên tục có lôi đình tâm bay lên rồi, thì ra bọn chúng đều là do những cường giả kia sau hàng ngàn năm được tôi luyện qua năng lượng lôi đình mà hình thành nên. Khi lôi đình tâm xuất hiện, dị ma khí bên trong cơ thể bọn họ cũng bị lôi đình cường thịnh xóa bỏ hoàn toàn, rốt cuộc cũng thực hiện được tâm nguyện cuối cùng, Lâm Động lẩm bẩm. Thì ra lôi đình tâm xuất hiện như vậy, phía sau bỗng vang lên một giọng nói kinh ngạc, Lâm Động quay lại thì thấy Liễu Hương Huyên, Bàng Hạo và cường giả các phương, bọn họ đều nhìn thung lũng lờ nham với ánh mắt chấn động, rõ ràng bọn họ cũng đã thấy cảnh cái xác kia. Nổ tung và biến thành lôi đình tâm, ha ha, nhiều ngân thì thế này. Nếu đều biến thành lôi đình tâm hết thì sẽ khủng khiếp đến mức nào, đúng là vào kho bảo vật rồi, lôi đình tâm hiếm có ở bên ngoài như vậy, ở đây lại nhiều thế này. Đúng thế, nếu lấy được vài quả thì chuyến đi lần này không vô ích rồi, cường giả các phương ánh mắt ai nấy cũng cháy rực nhìn về các thạch động trên hai bên vách thung lũng, rất nhiều người không kiềm chế được lòng tham, liền lao vào thạch động, bùm bùm. Nhưng ngay khi bọn họ xông vào, thứ năng lượng do bọn họ tạo ra tựa cọng cỏ cuối cùng làm ngã lạc đà, rất nhiều ngân thi trong thạch động đồng loạt nổ tung. Vô số quả lôi đình tâm bay lên, mỗi khi một quả xuất hiện, cường giả các phương đều đỏ mắt lên tranh giành, cả thung lũng biến thành trận chiến hỗn loạn. Lâm Động cho mày nhìn cảnh tượng ấy, sau đó vẫy Mộ Linh San đến bên cạnh, nói: "Chúng ta cũng động thủ lấy một vài quả đi, nó rất có lợi cho việc tu luyện của muội đấy." Mộ Linh San là hải yêu tộc, nếu có được một số quả lôi đình tâm, hiển nhiên sẽ mạnh mẽ hơn một bậc, hơn nữa Lâm Động lúc này cũng cần nó, hắn còn muốn thử xem Hoang Vu yêu nhãn được cường hóa đến mức độ nào. Mộ Linh San phấn khích gật đầu, dường như cô bé rất thích thú với việc tranh đoạt bảo vật này. Hai thân hình gần như đồng thời bay vào thung lũng nhanh chóng lấy một số quả lôi đình tâm cất đi. Khi hai người Lâm Động ra tay, bọn Bàng Hạo, Liễu Hương Nguyên cũng không nhẫn nhịn được nữa, lập tức xông tới, thi triển các loại thủ đoạn tranh giành lôi đình tâm. Chỉ trong chưa đến 10 phút đã có kẻ bị giết, máu tươi bắn ra khiến thung lũng thêm phần tăng tuổi. Thế nhưng khi tất cả đang đỏ mắt tranh giành nhau thì không ai phát hiện ra, trong một thạch động ở phía sâu, một số ngân thi khá cường tráng khi gặp mùi máu tanh bỗng có hắc khí quỷ dị lan tỏa.
Đặc biệt là ở tận đáy sâu tận cùng thung lũng có một sơn động rất lớn, trong đó có một nhân ảnh màu bạc cao lớn, trên bề mặt cơ thể hắn xuất hiện vô số ma văn màu đen tà ác, hơn nữa, đôi mắt đã nhắm chặt hàng ngàn năm nay bỗng khẽ động đậy tựa như ác ma sắp tỉnh dậy. Quỳnh. Bàn tay Lâm Động biến thành chảo, hấp lực bùng phát, một quả lôi đình tâm vừa bay lên từ thạch động lập tức bay tới tay hắn. Quả thứ tư, Lâm Động cầm lôi đình tâm trong tay, cảm nhận nguồn năng lượng lôi đình thuần túy bên trong nó, ánh mắt không khỏi có phần nồng nhiệt. Chỉ trong 10 phút hắn đã có được 4 quả, thu hoạch lần này cũng khá hậu, cất đám lôi đình tâm kia đi, Lâm Động nhìn Mộ Linh San ở đằng trước. Lúc này cô bé đang phấn khích tìm kiếm lôi đình tâm khắp nơi, ở phía xa hơn không ngừng có năng lượng nguyên lực cuồng bạo tỏa ra, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng tàn sát. Trong thung lũng lửa nham này tuy có không ít ngân thi nhưng cũng không phải cánh nào cũng biến ra lôi đình tâm, vì thế số lượng không thể thỏa mãn được. Lòng tham không đáy của tất cả, Lâm Động dần tiến sâu vào trong thung lũng, lôi đình tâm ở vùng ngoài này gần như hết rồi. Phía sau cách đó không xa, Bàng Hạo lạnh lùng nhìn hai người Lâm Động đang tiến sâu vào thung lũng với ánh mắt sắc bén. Hắc hắc, hình như bọn chúng có đến gần 10 quả lôi đình tâm, không hề ít hơn chúng ta. Bên cạnh Bàng Hạo, một nam tử nhàn nhạt nói, hắn chính là một trong ba người từng giao đấu với Mộ Linh San, cũng là một trong tứ ma tướng của cửa U Môn. Không sao, cứ để bọn chúng từ từ lấy. Bàng Hạo cười lạnh lùng, đợi khi bọn chúng lấy đủ rồi thì sẽ khiến bọn chúng phải giao hết ra đây. Tuy thực lực của Lâm Động có mạnh mẽ hơn so với dự liệu, nhưng điều này không khiến Bàng Hạo e dè, kẻ đơn độc cũng dám tranh giành với cửu U Môn, thật là không biết sống chết, hãy cố hết sức lấy lôi đình tâm, kẻ nào tranh giành, giết. Bàng Hạo quay lại dặn dò, đám cường giả cửu U Môn nghe vậy, ánh mắt đều lóe hung quang, sau đó lao tới những nơi có lôi quang. Hiện ra, lúc này Lâm Động đã vào sâu trong thung lũng, 10 phút sau hắn lại lấy được 2 quả lôi đình tâm nữa, nhưng khi càng vào sâu là càng nhận thấy có vấn đề, dị ma khí trong những cỗ ngân thi trong động phủ càng ngày càng đậm đặc. Rõ ràng những cường giả ở đây bị xâm thực nghiêm trọng hơn những người ở ngoài kia, tông phái trong động phủ thế này ở thời đại đó chắc cũng vinh quang một thời, nhìn quy mô số lượng cường giả này không hề thua kém một tông phái siêu cấp. Nhưng không ngờ vẫn bị dị ma tấn công thành thế này, hì hì, Lâm Động ca ca, muội có 6 quả lôi đình tâm rồi, Mộ Linh San tiến lại gần, trong tay cô bé lại có thêm 2 quả lôi đình tâm nữa, xem ra thu hoạch của cô cũng không ít. Lâm Động cũng cười, định nói gì đó thì ánh mắt bỗng tối lại, ngẩng lên thì thấy xung quanh không biết từ bao giờ xuất hiện 5 đạo nhân ảnh đang nhìn 2 quả lôi đình tâm trong tay Mộ Linh San với ánh mắt thèm thuồng, xem ra cuối cùng rắc rối. Cũng tìm đến rồi, chư vị, lôi đình tâm ở những nơi khác vẫn còn không ít, ta khuyên các vị nên đi lấy đi, đừng nhất thời bồng bột. Lâm Động nhìn 5 người đó, lạnh lùng nói, hắn có thể cảm nhận được thực lực của những người này không hề yếu. 4 người là sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong, 5 từ đầu chọc đứng đầu là sinh huyền cảnh đại viên mãn, hắc hắc, khẩu khí ngông cuồng thật. Nam tử đầu chọc nghe thấy, trong mắt lóe hàn quang, nhìn Mộ Linh San ở bên cạnh. Nếu là bình thường hắn cũng không muốn động vào tiểu sát tinh này, nhưng trước sự mê hoặc của lôi đình tâm, rõ ràng lý trí của nhiều người trở nên yếu ớt, 2 người lợi hại thế nào cũng chỉ có 2 người, lẽ nào 5 người bọn ta lại sợ. Bọn ta cũng không quá đáng, chỉ cần giao ra một nửa là bọn ta sẽ đi, thế nào, một kẻ cười nhạt nói, chiêm một nửa, Lâm Động nhếch mép cười, khẽ nói, không biết trong tay 5 vị có bao nhiêu, tiểu tử, lẽ nào ngươi có ý đồ với lôi đình tâm trong tay bọn ta? Nam tử đầu chọc trong mắt lóe hung quang, lập tức nhận ra ý tứ của Lâm Động. Chính xác, Lâm Động cười, đồng thời thân hình lao tới như tên bắn. Linh San, động thủ. Mộ Linh San lật tay cất 2 quả lôi đình tâm vào túi càn khôn, sau đó lấy sinh tử quan cái ra, hưởng một tiếng rồi nhanh chóng xông tới. Lâm Động nhằm thẳng vào nam tử đầu chọc sinh huyền cảnh đại viên mãn, 10 đạo hoa văn thành lòng quấn quanh người, mọi hành động đều tỏa ra năng lượng mạnh mẽ. Tốc độ hắn cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện phía trước nam tử đầu chọc kia, sau đó tung ra một quyền. Hừ, nam tử đầu chọc kia thấy vậy, ánh mắt lấp lánh hắc quang, bỗng chốc thân thể hắn như biến thành sắt thép. Binh, nắm đấm cả hai gặp nhau, sóng năng lượng kinh người lan tỏa khiến lôi tương ở xung quanh cũng nổ tung, cơ thể Lâm Động hơi rung lên, lực thôn phệ trong cơ thể cuộn trào thôn phệ năng lượng đang xâm nhập, còn nam tử kia bị đánh bật lại mấy bước, tiểu tử giỏi lắm. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Nam tử kia thấy mình rơi vào hạ phong, sắc mặt trở nên ngưng trọng, qua một quyền vừa rồi hắn có thể biến sức mạnh của Lâm Động mạnh hơn hắn một bậc. Lâm Động siết tay, nhếch môi cười một cái rồi lại xông tới, không cho hắn bất cứ cơ hội lấy hơi nào. Khi Lâm Động đang quần đấu với nam tử đầu chọc, Mộ Linh San cũng tìm tới 4 cường giả sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong kia, sinh tử quan cái trong tay vung lên, sắc mặt 4 kẻ đó lập tức trở nên khó coi. Vì bọn chúng nhận ra dù bọn chúng đông người nhưng vẫn không thể chặn được nữ đồng nhìn có vẻ nhỏ bé này. Lúc này bọn chúng mới thầm kêu khổ, xem ra trước đó Mộ Linh San hoành hành trên đảo đúng là cũng có bản lĩnh không nhỏ.
Nhưng lúc này hối hận thì đã muộn, ánh mắt Mộ Linh San đầy phấn khích, bốn kẻ kia đã biến thành con dê béo đem dâng Lôi Đình Tâm đến tận cửa, nếu bỏ qua thì quá thiếu đạo trời. Quỳnh quỳnh, Mộ Linh San đã dùng tốc độ nhanh nhất kích bại bốn cường giả. Sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong, sau đó không chút khách khí lấy toàn bộ Lôi Đình Tâm của bọn chúng. Bên Lâm Động, nam tử chọc đầu cũng bắt đầu thê thảm, công kích của hắn dường như không có tác dụng với Lâm Động, còn công kích của Lâm Động lại khiến hắn đau đến tận óc, coi như các ngươi giỏi, chúng ta đi. Nam tử đầu chọc lại bị bay ngược ra phía sau, cổ họng có vị ngọt, sắc mặt tối sầm nhìn Lâm Động đang xoa nắm đấm, sau đó nhìn bốn người kia thương tích đầy mình. Nghiến răng rồi chạy đi, thấy vậy, bốn kẻ kia cũng chỉ đành theo sau, Lâm Động không có ý đuổi theo, lúc này hắn không có thời gian, kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.